Trong thứ Hai ngày 16 tháng 11 hôm nay, Canada vượt cột mốc 300.000 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Vaccine coronavirus của Moderna có hiệu quả 94,5%. Quân đội Canada lên kế hoạch giúp phân phối vaccine COVID-19. Vùng lãnh thổ Nunavut bước vào thời gian hạn chế trong 2 tuần để giảm số ca COVID-19 đang gia tăng. Tỉnh BC tiếp tục phá kỷ lục với 1.959 ca COVID-19 mới trong 3 ngày, 9 ca tử vong. Doanh số bán nhà ở Canada chậm lại vào tháng 10 nhưng giá trung bình tăng 15%. Một người phụ nữ ở tỉnh BC sinh con trong tình trạng hôn mê do COVID-19. Tỉnh Quebec cấm bán ô tô mới chạy bằng xăng kể từ năm 2035. Đồng đô la phục hồi theo tin tức tích cực từ vaccine, giá vàng cũng chứng kiến mức tăng khiêm tốn. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 16 tháng 11 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Lần thứ hai trong tháng này, tin tức đầy hứa hẹn từ một ứng cử viên vaccine COVID-19 lại đến. Moderna của Hoa Kỳ cho biết các mũi tiêm của mình mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ, một tia hy vọng trong lúc coronavirus gia tăng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thuốc chủng này nằm trong số những loại mà Canada đã đặt hàng trước. Moderna cho biết vaccine của mình có thể có hiệu quả 94,5% theo dữ liệu sơ bộ từ nghiên cứu vẫn đang tiếp tục của công ty. Một tuần trước, đối thủ cạnh tranh là Pfizer đã công bố vaccine COVID-19 của riêng mình có hiệu quả tương tự. Cả hai công ty đang xin Hoa Kỳ cho giấy phép sử dụng khẩn cấp. Tiến sĩ Stephen Hawke, chủ tịch của Moderna, cho rằng đây là cột mốc thực sự quan trọng, nhưng việc có được kết quả tương tự từ hai công ty khác nhau là điều khiến họ yên tâm nhất. Nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho phép sử dụng khẩn cấp các ứng cử viên của Moderna hoặc Pfizer, thì sẽ có nguồn cung cấp vaccine mặc dù còn hạn chế trước cuối năm nay. Cả hai đều yêu cầu mọi người tiêm 2 mũi, cách nhau vài tuần. Moderna dự kiến sẽ có khoảng 20 triệu liều dành riêng cho Hoa Kỳ vào cuối năm 2020. Công ty Pfizer của Hoa Kỳ và đối tác BioNTech của Đức dự kiến sẽ có khoảng 50 triệu liều trên toàn cầu vào cuối năm nay. Canada đã đặt hàng tới 56 triệu liều từ Moderna với cam kết chắc chắn là 20 triệu. Như vậy là đủ để tiêm chủng cho 10 triệu người dân. Chính phủ liên bang có thêm lựa chọn cho 36 triệu liều nữa, đủ để tiêm chủng cho 18 triệu người khác. Nghiên cứu của Moderna đang tiếp tục và công ty thừa nhận tỷ lệ bảo vệ có thể thay đổi khi nhiều ca nhiễm COVID-19 được phát hiện, ảnh hưởng các tính toán. Ngoài ra, còn quá sớm để biết khả năng bảo vệ kéo dài bao lâu, cảnh báo này cũng được áp dụng cho vaccine Pfizer. Nhưng các nhà giám sát độc lập của Moderna đã báo cáo thêm một số mẫu tin hứa hẹn. Tất cả 11 ca COVID-19 nghiêm trọng đều nằm trong số những người nhận giả dược và không có lo ngại về an toàn đáng kể. Các tác dụng phụ chính là mệt mỏi, đau cơ và đau chỗ tiêm sau khi tiêm liều thứ hai. Với tỷ lệ mà tiến sĩ Hawke cho là phổ biến hơn so với tiêm phòng cúm, nhưng ngang bằng với các loại khác như vaccine phòng bệnh Zona. Cổ phiếu của Moderna đã tăng vọt sau thông báo và dường như đang hướng tới mức cao nhất mọi thời đại vào hôm thứ Hai. Cả hai loại vaccine của Moderna và ứng cử viên Pfizer-BioNTech đều được gọi là vaccine mRNA, một công nghệ hoàn toàn mới. Chúng không được tạo ra từ chính con coronavirus, có nghĩa là không ai có thể bị nhiễm bệnh từ các mũi tiêm vaccine loại này. Thay vào đó, vaccine chứa một đoạn mã di truyền giúp đào tạo hệ thống miễn dịch nhận ra protein có gai trên bề mặt của virus. Tiến sĩ Christopher Lapolle, nhà dịch tễ học có trụ sở tại Montreal, nói với CBC News rằng đó là một cách hoàn toàn khác và hoàn toàn mới để tạo ra vaccine, nhưng nó có vẻ hiệu quả và có hiệu quả cao. Có vẻ như cả hai loại vaccine này sẽ hiệu quả và rất có thể cả hai loại vaccine này sẽ được tung ra vào đầu năm 2021. Kết quả mạnh mẽ là một bất ngờ. Các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng bất kỳ mũi tiêm COVID-19 nào cũng chỉ có thể tốt cỡ như vaccine cúm mà có hiệu quả khoảng 50%. Một thách thức khó khăn khác đó là phân phối các liều thuốc mà phải được giữ rất lạnh. Cả hai loại vaccine của Moderna và Pfizer đều phải đóng băng nhưng ở nhiệt độ khác nhau. Moderna đã công bố hôm thứ Hai rằng sau khi rã đông, liều lượng của nó có thể tồn tại lâu hơn trong tủ lạnh so với suy nghĩ ban đầu, lên đến 30 ngày.
Các mũi tiêm của Pfizer thì yêu cầu bảo quản lâu dài ở nhiệt độ cực lạnh, trong khi Moderna cho biết nhiệt độ tủ đông thông thường sẽ đủ cho vaccine này. Quân đội Canada đã chuẩn bị giúp phân phối vaccine COVID-19. Khi tin tức tích cực về vaccine tiềm năng tiếp tục xuất hiện, quân đội Canada đã bắt đầu điều động để kết hợp với cơ quan y tế công cộng Canada đưa vaccine vào tay hàng triệu người dân khi được phê duyệt. Trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện hôm thứ Hai, Giám đốc Tham mưu Chiến lược của lực lượng vũ trang Canada, Thiếu tướng Trevor Cardio cho biết quân đội sẽ có vai trò quan trọng trong nỗ lực đó. Lực lượng vũ trang Canada đang phát triển một kế hoạch hỗ trợ hậu cần cho việc triển khai vaccine, Cardio nói với các nghị sĩ. Mức độ tham gia của quân đội chưa được xác định. Cho đến nay, các chi tiết công khai về kế hoạch quản lý vaccine còn rất ít. Tuần trước, Bộ trưởng Dịch vụ Công và Mua sắm Anita Anand gọi Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine là một mục tiêu di động và cho biết đây chỉ là một phần trong cách tiếp cận bốn hướng của họ để triển khai vaccine. Ngoài sự chấp thuận theo quy định cần thiết, Canada cần tìm ra cách sản xuất các yếu tố sinh học của vaccine, cách phân phối hàng triệu lọ đó và cách giám sát việc sử dụng vaccine tại chỗ. Bà Anna nói rằng Canada đã ký hợp đồng để sản xuất hàng loạt liều lượng ở Canada. Về phân phối, gói thầu hợp đồng cho kế hoạch vận chuyển quốc gia đã được ban hành và đã có 70 công ty bày tỏ nguyện vọng. Một phần trong tiêu chí của chính phủ là họ phải có khả năng bảo quản lạnh. Đối với việc quản lý vaccine, chính phủ đang mua sắm hàng triệu ống tiêm, lọ, kim tiêm, gạt tẩm cồn, gạt và hộp đựng kim tiêm đã sử dụng. Nếu vaccine là quy trình hai liều, Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Theresa Tam, gần đây đã nói về sự cần thiết của hệ thống máy tính để theo dõi những ai đã được chủng ngừa và liệu họ đã nhận được cả hai liều hay chưa. Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19. Vùng lãnh thổ Nunavut sẽ bước vào giai đoạn hạn chế bắt buộc trên toàn lãnh thổ trong 2 tuần sau một loạt các ca nhiễm coronavirus gần đây. Lãnh thổ này báo cáo 8 ca nhiễm mới. Mặc dù chỉ mới có ca bệnh đầu tiên trong tháng này, Nunavut hiện đã ghi nhận tổng cộng 22 ca chỉ trong 3 ngày qua. Giám đốc Y tế Công cộng tiến sĩ Michael Patterson cho biết, các quy định hạn chế của lãnh thổ nhằm hạn chế sự lây lan của virus sẽ có hiệu lực vào thứ Tư. Tất cả các dịch vụ không thiết yếu, các doanh nghiệp và tổ chức sẽ được yêu cầu đóng cửa và chuyển sang làm việc tại nhà nếu có thể. Khẩu trang hiện được khuyến khích sử dụng trong các không gian công cộng và khi không thể duy trì khoảng cách. Ở vùng Kivalliq và ở San Nicola, khẩu trang sẽ là bắt buộc. Số ca COVID-19 của Canada tính đến tối thứ Hai ngày 16 tháng 11 đã vượt mốc 300.000 ca nhiễm, ghi nhận 302.192 trường hợp nhiễm. Các tỉnh và vùng lãnh thổ đã báo cáo có hơn 240.200 ca đã hồi phục. Hiện có 11.027 ca tử vong cho đến nay. Hiện Canada còn 50.599 trường hợp bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp đất nước. Một số khu vực ở Ontario đã chuyển sang vùng đỏ vào thứ Hai hôm nay sau khi thủ hiến đất Ford hạ thấp ngưỡng cho hệ thống mã màu về các hạn chế sức khỏe cộng đồng. Các vùng Hamilton, Halton và York đã chuyển lên mức báo động đỏ cùng với Toronto và vùng Peel. Ontario đã báo cáo thêm 1.487 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Hai, với 508 ca là ở Toronto, 392 ca ở vùng Peel và 170 ca ở vùng York. Đã có thêm 10 trường hợp tử vong. Tiến sĩ Eileen Davila, nhân viên y tế của thành phố Toronto, nói với các phóng viên rằng số lượng ca bệnh ở Toronto là đáng báo động. Chúng ta cũng tiếp tục thấy các dịch bệnh lây lan qua đám cưới và đám tang. Về tin tức về ứng cử viên vaccine COVID-19 mới đầy hứa hẹn từ Moderna, chính quyền tỉnh đưa ra lời bảo đảm rằng họ đang chuẩn bị cho việc phân phối vaccine công bằng. Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elliott cho biết, chúng tôi có toàn bộ đội ngũ tại Bộ Y tế đang làm việc trên kế hoạch phân phối. Bà Elliott cũng hứa rằng bà sẽ sớm có khuyến nghị cho mùa lễ sắp tới. Bà biết mọi người muốn tụ tập với những người thân yêu của họ, nhưng chúng ta cần phải thực hiện khác đi một chút trong năm nay, bà cho biết. Thủ hiến Doug Ford cũng cho biết tại cuộc họp báo tương tự rằng Bộ trưởng Giáo dục đang chuẩn bị kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ năm nay tại các trường học. Kế hoạch này cũng sẽ sớm được tiết lộ. Ông hứa hẹn sẽ tăng cường xét nghiệm COVID-19 tại viện dưỡng lão trong bối cảnh gia tăng ca bệnh tại các cơ sở này.
Ông Ford cho biết sẽ gặp nhân viên chính phủ để thảo luận về kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên hơn, tiến hành ngay cả khi một người không có triệu chứng. Trong một cuộc họp báo riêng, Giám đốc Y tế của Ontario, tiến sĩ David Williams, đã vẽ một bức tranh có phần tích cực hơn dự đoán của bà Elliott. Nếu tất cả chúng ta đều làm những gì cần làm, thì những con số này có thể giảm xuống, ông nói. Một đợt bùng phát COVID-19 đã được công bố tại trường trung học học viện Lester B. Pearson Collegiate ở Scarborough khi 13 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính. Và 5 đợt bùng phát COVID-19 tại các trường học ở Brampton cũng được báo cáo, thông tin từ Peel District School Board cho biết. Tỉnh Quebec báo cáo 1.218 ca nhiễm COVID-19 mới và 25 ca tử vong, với 6 trường hợp tử vong được báo cáo là xảy ra trong 24 giờ trước. Các nhà điều hành dịch vụ chăm sóc tại nhà ở Quebec đã báo cáo tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng do nhân viên rời đi làm việc tại viện dưỡng lão, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Do đó, chính phủ Quebec đang đầu tư thêm 100 triệu đô la hàng năm để cải thiện các dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người già và những người bị giảm quyền tự chủ. Tỉnh đã phải đối mặt với nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ chăm sóc tại nhà do dân số cao tuổi nhanh chóng. Nhu cầu đó tăng lên trong đại dịch đã giết chết hơn 4.000 cư dân trong các nhà chăm sóc dài hạn do chính phủ quản lý. Phần lớn số tiền mới, 65 triệu đô la, sẽ dùng để tài trợ cho các dịch vụ do cơ quan y tế khu vực cung cấp. Số dư sẽ chuyển sang tăng lương cho nhân viên chăm sóc tại nhà và thiết bị mới. Tại tỉnh Manitoba, Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Brent Rusin cảnh báo, chúng ta không thể tiếp tục với số lượng ca như thế này trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, khi tỉnh này công bố thêm 392 ca nhiễm mới và thêm 10 ca tử vong. 3 trong số các ca tử vong có liên quan đến một đợt bùng phát tại nhà chăm sóc dài hạn Maples, nơi hơn 30 người đã chết. Kỷ lục 234 người đang nhập viện với COVID-19, với 42 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt. Toàn bộ tỉnh đã chuyển sang mức đỏ hoặc mức nghiêm trọng của hệ thống ứng phó với đại dịch vào thứ Năm tuần trước. Ông Rusin cảnh báo rằng bất kỳ cửa hàng nào trong số những cửa hàng được phép mở cửa mà vi phạm các quy định về công suất có thể bị phạt và cho biết một số người vẫn không tuân theo lệnh, với một số người đã kiểm tra dương tính vào tuần trước đã liên hệ với 85 người. Tại tỉnh Saskatchewan, các quan chức y tế đã báo cáo 181 ca nhiễm COVID-19 mới, với thêm 7 nhân viên y tế đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. 42 trường hợp mới ở khu vực Saskatoon, 32 trường hợp ở Regina, 18 trường hợp ở Bắc Trung Bộ, 17 trường hợp ở vùng Tây Nam, 16 trường hợp ở vùng cực Đông Bắc và 11 trường hợp ở vùng cực Tây Bắc. Thủ hiến Scott Moe cho biết hôm Chủ nhật rằng có thể có thêm nhiều biện pháp để chống lại COVID-19 ở tỉnh ngoài những biện pháp đã được dự kiến có hiệu lực trong tuần này. Tỉnh Alberta đã phá vỡ 2 kỷ lục COVID-19 nghiệt ngã vào thứ Hai khi báo cáo 860 trường hợp mới, đưa số trường hợp đang được theo dõi và điều trị tại tỉnh lên mức kỷ lục cấp tỉnh là 10.031 trường hợp và 20 trường hợp tử vong COVID-19 mới cho đến nay là nhiều nhất trong một ngày. Toàn tỉnh đã có 264 người nhập viện vì COVID-19, trong đó có 57 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tại Edmonton, một email bị rò rỉ từ một giám đốc điều hành của bệnh viện Royal Alexandra Hospital đã phát thảo những dự báo về sự gia tăng lớn trong số lượng nhập viện khu chăm sóc đặc biệt ICU và vạch ra một số bước cần thực hiện để sẵn sàng. Chúng ta cần phải chuẩn bị, email hôm thứ Bảy từ Donalda DeJour, một giám đốc điều hành tại bệnh viện cho biết. Tại Calgary, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của thành phố kêu gọi mọi người chú ý đến cảnh báo của các bác sĩ trên Twitter, nói rằng làn sóng thứ hai của COVID-19 là to lớn và nó có thể đánh sập hệ thống chăm sóc sức khỏe, nền kinh tế của chúng ta, sức khỏe và sức khỏe tâm thần của chúng ta. Ông kêu gọi thực hiện chiến dịch Circuit Breaker Lockdown, khóa cửa để ngắt mạch điện, để đánh lùi làn sóng COVID-19 thứ hai trong tỉnh. Tỉnh British Columbia xác nhận thêm 1.959 ca nhiễm COVID-19 trong 3 ngày qua và thêm 9 ca tử vong. Số lượng bệnh nhân nhập viện tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. Phần lớn các ca mới được báo cáo vào cuối tuần này tiếp tục là ở vùng Lower Mainland, với 1.361 ca ở khu vực Fraser và 455 ở khu vực Vancouver Coastal. Cuối tuần qua, khu vực Fraser Health bị ảnh hưởng nặng nề, đã thông báo 3 trường học sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần vì các trường hợp COVID-19.
đó là trường Cambridge Elementary School ở Surrey, Jarvis Elementary School ở Delta và El Hidayah School ở New Westminster. Tại Atlantic Canada, Nova Scotia báo cáo thêm 2 ca nhiễm mới, trong khi Newfoundland và PEI không có ca mới nào. New Brunswick đã báo cáo thêm 8 ca nhiễm mới vào thứ Hai, 6 ca ở vùng Moncton và 2 ca ở vùng Fredericton. Trong một thông cáo báo chí, tỉnh cũng cho biết thử nghiệm súc miệng xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em hiện đã có tại tất cả các trung tâm xét nghiệm trong tỉnh. Đảng Tự Do đồng ý phát hành tài liệu liên quan tới tổ chức từ thiện WE. Đảng Tự Do đang chuẩn bị nhượng bộ về các vấn đề ở tổ chức từ thiện WE, vốn đã bị sa lầy vào các hoạt động chiến thuật chính trị và vận động của Ủy ban trong gần 2 tháng nay. Lãnh đạo Hạ viện Pablo Rodriguez cho biết đảng của ông đã đồng ý gửi các tài liệu liên quan tới thư ký luật của Quốc hội, người sau đó sẽ quyết định thông tin nào cần được bôi đen để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Sự nhượng bộ được đưa ra để đáp lại động thái của đảng bảo thủ, kêu gọi người phát ngôn của Hạ nghị viện phán quyết việc 5.000 trang tài liệu chính phủ về vụ WE được biên soạn lại có thể vi phạm các đặc quyền của Ủy ban Tài chính. Rodriguez nói rằng các cán bộ công chức vẫn sẽ bôi đen thông tin mật của nội các hoặc tài liệu không liên quan. Đề xuất đó hơi khác so với đề xuất của đảng bảo thủ, vốn sẽ để thư ký luật bôi đen các thông tin liên lạc bí mật của nội các. Cuộc tranh cãi này xoay quanh quyết định của chính phủ vào tháng 6 khi trả cho tổ chức từ thiện WE 43,5 triệu đô la để quản lý một chương trình tài trợ cho sinh viên tình nguyện, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ của tổ chức với Thủ tướng Justin Trudeau và gia đình ông. Đề nghị hôm thứ Hai không làm hài lòng nhà phê bình tài chính bảo thủ Pierre Poilievre. Ông Rodriguez tuyên bố rằng ông ấy có thể quyết định những gì không liên quan, đó là điểm mấu chốt quan trọng. Nhưng nếu những tài liệu mà ông ấy muốn che đậy thật sự không liên quan, tại sao chúng lại được đưa vào hồ sơ ban đầu và bị bôi đen? Lãnh đạo đảng Xanh thì kêu gọi Thủ tướng Trudeau phải ngăn chặn thông tin dễ nhầm lẫn về COVID-19 và chỉ định một lực lượng đặc nhiệm quốc gia. Lãnh đạo đảng Xanh Amy Paul hôm nay cho biết, Thủ tướng Justin Trudeau nên chỉ định ngay một hội đồng gồm các nhà khoa học chuyên gia để giúp điều phối các phản ứng quốc gia đối với COVID-19 khi số ca bệnh tiếp tục gia tăng. Phát biểu với các phóng viên trên đồi quốc hội hôm nay, bà Paul cho biết người dân Canada đang bị rối bởi sự chấp vá khó hiểu hiện tại trong các chính sách COVID-19 của liên bang, tỉnh và thành phố. Bà nói rằng đất nước phải có những thông điệp rõ ràng, có sự phối hợp và các quan chức phải có tiếng nói chung. Bà trích dẫn ví dụ về cuộc bỏ phiếu gần đây ở Toronto Centre khi bà Paul đã thua cho Marcy In của đảng Tự Do. Bà Paul chỉ ra rằng các cử tri bỏ phiếu đã được các quan chức bầu cử liên bang Canada cho biết rằng họ có thể bỏ phiếu an toàn ngay cả khi các nhà lãnh đạo thành phố khuyến khích họ ở gần nhà. Bà Paul nói, Canada không cần một cách tiếp cận phù hợp với mọi trường hợp, nhưng quốc gia này nên thực hiện như ban cố vấn Ủy ban COVID-19 quốc gia của Úc. Hội đồng quản trị đó, theo các điều khoản tham chiếu, chịu trách nhiệm huy động nỗ lực của toàn xã hội và toàn nền kinh tế để hành động chống lại các tác động của đại dịch. Bà Paul cho biết đất nước có thể được chia thành các khu vực mã màu như Ontario và Quebec đã thực hiện cho một số khu vực, với các tiêu chuẩn quốc gia xác định những gì người sống trong các khu vực đó có thể và không thể làm trong đại dịch. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia sẽ chủ trì soạn thảo các hạn chế để bảo đảm rằng một số mức độ đồng nhất trên toàn quốc, bà nói, với sự hiểu biết rằng một số khu vực đang hoạt động tốt hơn những khu vực khác về số ca bệnh. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada đã thành lập một trung tâm điều hành danh mục y tế để điều phối phản ứng của liên bang với các đối tác quốc tế, tỉnh và vùng lãnh thổ. Bác sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng, cũng liên hệ chặt chẽ với các giám đốc y tế tỉnh và vùng lãnh thổ để chia sẻ thông tin và phối hợp các nỗ lực ứng phó. Doanh số bán nhà đã chậm lại vào tháng 10, nhưng giá trung bình đã tăng 15% trong năm qua. Giá trung bình của một căn nhà bán lại ở Canada đã tăng hơn 15% trong năm. Tính đến tháng 10, Hiệp hội Bất động sản Canada CREA cho biết, nhóm đại diện hơn 130.000 đại lý bất động sản trên khắp Canada cho biết,
Tháng trước là tháng 10 bận rộn nhất từ trước đến nay đối với hoạt động bán nhà, tiếp tục xu hướng bắt đầu vào tháng 5 sau khi hạn chế của COVID-19 vào tháng 3 và tháng 4 khiến thị trường rơi vào tình trạng đóng băng. Doanh số bán hàng giảm mạnh trong những ngày đầu của đại dịch nhưng sau đó tiếp tục tăng nhanh. Khoảng 56.186 ngôi nhà đã được đổi chủ trong tháng, nâng tổng số ngôi nhà của năm 2020 lên 461.818 căn. Giá trung bình của một ngôi nhà bán lại được bán trên hệ thống MLS của Hiệp hội Bất động sản Canada là 607.250 đô la. Con số này tăng 15,2% so với tháng 10 năm ngoái. 6 tỉnh có mức tăng 2 con số. Hiệp hội Bất động sản Canada cảnh báo rằng giá bán trung bình có thể gây hiểu nhầm vì nó có xu hướng bị lệch cao hơn bởi doanh số bán những ngôi nhà đắt tiền ở những nơi như Toronto và Vancouver. Vì vậy, họ đưa ra một con số khác được gọi là chỉ số giá bán nhà dịch vụ đa danh sách hoặc MLS HPI để được điều chỉnh cho quy mô thị trường và loại nhà. Tiếp tục một xu hướng đã được quan sát thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch. Người mua nhà ưa chuộng hai thứ, nhiều không gian hơn và những ngôi nhà lớn hơn ngay bên ngoài các thành phố lớn. Nhà kinh tế Robert Kavik của BMO cho biết trong một báo cáo nghiên cứu, sức mạnh thật sự của giá cả là ở các thị trường ngay bên ngoài của các trung tâm đô thị lớn nhất. Ông nói một số thị trường nằm rải rác ở phía tây nam Ontario đang chứng kiến mức tăng hàng năm hơn 20%. Mặt khác, các thành phố lớn mặc dù vẫn chứng kiến sự tăng trưởng về giá, nhưng trên cơ sở tương đối đang mất điểm. Ví dụ, Vancouver hiện đang kém hơn thung lũng Okanagan và Toronto hiện đang kém hơn đáng kể so với các thị trường xung quanh như Georgian Bay, Barrie và London hay St. Thomas. Nhà kinh tế học Rishi Sondhi của ngân hàng TD cho biết mặc dù vẫn tăng trong dài hạn, nhưng khối lượng bán hàng đã chậm lại 0,7% trong tháng 10 so với tháng trước, có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu bị dồn nén do đại dịch đã được giải quyết. Doanh số bán hàng có khả năng vẫn cao hơn nhiều so với mức được hỗ trợ cơ bản vào tháng 10 và theo quan điểm của chúng tôi, con số này chỉ có thể duy trì như vậy thôi, Sony cho biết trong một nghiên cứu. Do đó, chúng tôi cho rằng hoạt động sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong những tháng tới và khả năng xảy ra nhiều vụ đóng cửa trên diện rộng hơn có thể gây thêm áp lực giảm doanh số bán hàng trong tương lai, ông Sony cho biết. Một người phụ nữ ở tỉnh British Columbia sinh con trong tình trạng hôn mê do COVID-19. Dave McIntosh có thể ôm con trai mới sinh của mình trong khi vợ ông thì bất tỉnh trên giường bệnh do biến chứng từ COVID-19. Gil McIntosh, 37 tuổi, vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Abbotsford, BC, trong tình trạng hôn mê và phải thở máy sau khi mổ cấp cứu. Sau khi bắt đầu cảm thấy yếu đi vào tuần đầu tiên của tháng 11, các triệu chứng của bà bắt đầu tăng lên do áp lực và cơn đau liên quan đến thai kỳ. Gil chuyển sang giai đoạn nặng hơn, buồn nôn và không thể ăn được. Trong khi Dave McIntosh chăm sóc con gái của họ, Gil đã đến bệnh viện để điều trị. Thông tin liên lạc cuối cùng mà McIntosh có với vợ là một tin nhắn nói rằng bà đang được đưa vào khoa cấp cứu do các biến chứng từ COVID. Những ngày sau đó, Gil trong tình trạng ổn định mặc dù bà vẫn hôn mê và đang thở bằng máy. Chồng bà cho biết gia đình không chắc bà đã nhiễm virus như thế nào. Chuyển sang tỉnh bang Quebec. Quebec cho biết họ sẽ cấm bán các loại xe du lịch chạy bằng xăng mới kể từ năm 2035 cùng với California và các quốc gia khác tuyên bố chuyển sang sử dụng xe điện và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tỉnh này đã công bố lệnh cấm là một phần của kế hoạch trị giá 6,7 tỷ đô la Canada trong 5 năm nhằm giúp Quebec đạt được mục tiêu giảm 37,5% lượng khí thải trong nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990. Thủ hiến François Legault nói với các phóng viên ở Montreal, tỉnh British Columbia đã chuyển sang loại bỏ dần ô tô và xe tải chạy bằng nhiên liệu trong khoảng 2 thập kỷ tới, với lệnh cấm hoàn toàn đối với việc bán hoặc cho thuê có hiệu lực vào năm 2040. Thủ tướng Justin Trudeau hứa sẽ có những biện pháp sâu rộng để chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm cả việc làm cho các phương tiện không phát thải có giá cả phải chăng hơn và đầu tư vào các trạm sạc trên khắp đất nước. Trong khi đại dịch coronavirus đã buộc nhà lãnh đạo đảng tự do phải tập trung nhiều hơn vào viện trợ khẩn cấp để giúp các doanh nghiệp và người dân vượt qua thời kỳ suy thoái, chính phủ đã cam kết không phát khí thải vào năm 2050 và dự kiến sẽ đưa ra một bản cập nhật tài chính trước Giáng sinh và một ngân sách riêng vào đầu năm sau.
tại thành phố Toronto, cảnh sát đã ban hành nhiều khoản phạt sau một cuộc tụ tập xã hội lớn bên trong một kho chứa hàng hóa ở Toronto. Trưởng ban thực thi lệnh COVID-19, cảnh sát trưởng Matthew Peck cho biết nhóm của ông đã bận rộn phá vỡ một số cuộc tụ tập xã hội trái phép, bao gồm cả một bữa tiệc sinh nhật lớn được tổ chức bên trong một kho chứa hàng thương mại ở khu vực Kipling và Bloor với hơn 100 người tham dự. Ngoài việc buổi tiệc này bị đóng cửa do vi phạm các quy định và lệnh COVID-19, các khoản phạt theo đạo luật mở cửa lại của Ontario cũng được áp dụng đối với người tổ chức bữa tiệc này, cảnh sát trưởng Matthew Peck cho biết. Ông Peck cho biết kho chứa hàng đã được thuê để tổ chức bữa tiệc nhưng không được trang bị cho đúng và một cuộc điều tra đang diễn ra. Các đội thực thi của thành phố cũng đã phát hành 31 vé phạt khác cho các cuộc tụ tập tại các bãi biển Toronto, bao gồm đốt lửa bất hợp pháp vào cuối tuần và phạt 5 nhà hàng trong khu giải trí vì tổ chức ăn uống trong nhà. Theo quy định của toàn tỉnh, luật pháp quy định bất kỳ ai bắt gặp tổ chức một buổi tụ tập với hơn 10 người trong nhà có thể bị phạt tối đa $10,000, trong khi những người tham dự có thể bị phạt $750 mỗi người. Cập nhật về tình hình đồng đô la và giá vàng. Chỉ số chứng khoán chính của Canada đã tăng hôm nay khi cổ phiếu năng lượng tăng 3% cùng giá dầu sau khi nhà sản xuất dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết vaccine thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Tương tự, đồng đô la Canada mạnh lên so với đô la Hoa Kỳ. Tâm lý nhà đầu tư trong nước được củng cố bởi dữ liệu cho thấy doanh số sản xuất tăng trong tháng 9. Canada thâm hụt tài khoản vãng lai và là một nhà sản xuất hàng hóa, bao gồm cả dầu mỏ. Vì vậy, đồng Luni có xu hướng nhạy cảm với dòng chảy thương mại và vốn toàn cầu. Giá dầu thô của Mỹ đã tăng 4,6% lên $41.99 một thùng, trong khi đồng đô la Canada giao dịch cao hơn 0,4%, ở mức 1,3080 đối với đồng bạc xanh hoặc 76,45 cent Mỹ. Doanh số bán hàng của nhà máy ở Canada tăng 1,5% trong tháng 9 từ tháng 8, với doanh thu cao hơn trong ngành gỗ, cũng như ngành công nghiệp hóa chất, thống kê Canada cho biết. Các điều kiện trong khu vực nhà máy đã được cải thiện nhanh chóng kể từ quý 2. Ryan Pratt, một nhà kinh tế cấp cao tại Action Economics cho biết. Các nhà sản xuất có hàng tồn kho ít và nhu cầu tăng trở lại trong nhiều ngành trên mức độ trước đại dịch. Lợi tức trái phiếu chính phủ Canada cao hơn so với đường cong dốc của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Trái phiếu với thời hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 0,748%. Trong khi đó, thì thị trường vàng vẫn chịu áp lực nhưng đang từ từ leo cao hơn khi tin tức kinh tế đáng thất vọng từ Cục Dự trữ Liên bang New York được an ủi bởi sự lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư về một loại vaccine tiềm năng cho COVID-19. Thứ hai, Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết chỉ số điều kiện kinh doanh chung của cuộc khảo sát sản xuất Empire State đã xuống mức 6,3 trong tháng 11, giảm đáng kể so với mức 10,5 của tháng 10. Dữ liệu thấp hơn các dự báo đồng thuận với mức 13,8. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối là ở mức $1,883 một ounce, giảm 0,17% trong ngày. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng $0.7642 theo Bank of Canada. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 16 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Xin mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như giúp cho chương trình có thể được tiếp tục. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.